Trong cuộc bầu cử Mỹ, từng động thái dù là nhỏ nhất của hai ứng viên tổng thống cũng khiến dư luận đứng ngồi không yên. Và trên đường đua bầu cử mới đây, bà Harris đã gây ấn tượng mạnh khi uống bia ngay trên sóng truyền hình. Có vẻ như việc uống bia khiến Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris rất thích thú. Bà cho biết nếu bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, bà sẽ trở thành Tổng thống đầu tiên trong 8 năm qua ở Mỹ thích uống bia. Có thể thấy rằng hành động này đã giúp ứng viên Đảng Dân Chủ tạo được tiếng vang trên hành trình tranh cử. Tuy nhiên, đây có phải là một việc làm đúng đắn hay không thì vẫn chưa thể trả lời chính xác. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết nếu bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024 tới, bà sẽ trở thành Tổng thống đầu tiên trong 8 năm qua ở Mỹ thích uống bia. Cụ thể, khác với ông Donald Trump hay là ông Joe Biden vốn kiêng đồ uống có cồn, Phó Tổng thống Harris cho biết trong chương trình truyền hình đêm muộn vào ngày 8 tháng 10 năm 2024 rằng bà thi thoảng vẫn uống bia. Ngay trên sóng truyền hình, nữ ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ đã khui một lon bia để uống cùng với người dẫn chương trình là Stephen Colbert. Bà Harris tiết lộ đã uống bia với chồng là ông Dale Earnhardt cách đây không lâu. Bà nói, lần gần nhất tôi uống bia là khi đi xem bóng chày với Dale. Ông Colbert đáp lại, một lon bia mát lạnh đến từ thành phố xinh đẹp Milwaukee, bang Wisconsin. Ông như đang ám chỉ một trong 7 bang chiến trường có thể quyết định kết quả của bầu cử Tổng thống năm 2024. Trong cuộc trò chuyện với Colbert, bà Harris chỉ trích đối thủ Donald Trump vì cáo buộc cho rằng ông từng gửi bộ xét nghiệm COVID-19 đến Nga, ngay cả khi người Mỹ đang thiếu. Bà Harris nói, ông ấy nghĩ rằng đó là bạn của ông ấy, còn người dân Mỹ thì sao? Đáng lẽ họ phải được ưu tiên. Trước đó, nhà báo Bob Woodward tiết lộ trong cuốn sách mới của mình rằng ông Trump đã có 7 cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi rời nhiệm sở và từng bí mật gửi bộ xét nghiệm COVID-19 cho Nga hồi năm 2020. Ông Trump phủ nhận cáo buộc này. Cuộc phỏng vấn dài 40 phút của bà Harris cũng đề cập đến các chủ đề khác như là xung đột Hamas và Israel. Bà Harris nhấn mạnh cần có lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin ngay lập tức. Cuộc chiến này phải chấm dứt. Phó Tổng thống Mỹ cho biết bà đã gặp gia đình của các con tin và thân nhân của những người Palestine thiệt mạng ở dải Gaza. Bà nói chúng ta phải đạt được một thỏa thuận và chúng ta sẽ không từ bỏ. Những ngày gần đây, bà Harris liên tục tham gia các chương trình 60 phút của CBS, Postcard Call Her Daddy, chương trình The View và chương trình phát thanh của Howard Stern. Không chỉ gây bất ngờ với việc uống bia ngay trên sóng truyền hình, bà Harris còn tiếp tục có những chia sẻ về khẩu súng của bản thân và cho biết đã sử dụng nó. Những lời nói của bà đã khiến chiến dịch tranh cử thu về khá nhiều sự chú ý. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tiết lộ đã sở hữu một khẩu súng Glock từ khá lâu và từng mang nó đến trường bắn, điều bà từng úp mở trong cuộc phỏng vấn hồi tháng trước. Trong cuộc phỏng vấn tại 60 Minutes, chương trình đặc biệt về bầu cử của CBS News, được phát sóng vào tối ngày 7 tháng 10 năm 2024, Phó Tổng thống Kamala Harris đã tiết lộ thêm chi tiết về khẩu súng của bà sau lần úp mở trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Oprah Winfrey vào tháng 9 năm 2024. Bà nói với người dẫn chương trình Ben Whitaker của 60 Minutes, tôi sở hữu một khẩu Glock khá lâu rồi. Khi ông Whitaker hỏi bà Harris từng dùng khẩu súng này chưa, Phó Tổng thống bật cười. Nghe này, ông Ben, tôi xuất thân từ lực lượng thực thi pháp luật đấy, tất nhiên là rồi, tại một trường bắn. Trước đó, trong cuộc trò chuyện với bà Winfrey, bà Harris khẳng định nếu ai đó đột nhập vào nhà tôi, họ sẽ bị bắn, song bà không giải thích gì thêm. Văn phòng của bà Harris sau đó cũng từ chối cung cấp thông tin về năm bà bắt đầu sở hữu súng cũng như các chi tiết khác liên quan đến khẩu súng hoặc quyền sở hữu của bà, đồng thời từ chối bình luận về phát ngôn này. Theo New York Times, bà Harris đã nói về súng và quyền sở hữu súng theo cách mới đối với một đảng viên dân chủ tập trung vào sự tự do, song bà cũng nhấn mạnh sự ủng hộ với các luật cờ đỏ và việc kiểm tra lý lịch toàn diện những chính sách mà bà đã theo đuổi từ lâu. Bà Harris cũng đã thay đổi quan điểm về một số vấn đề liên quan đến súng. Vào năm 2019, bà ủng hộ quy định rằng những người sở hữu vũ khí tấn công phải bán lại súng cho chính phủ. Tại thời điểm đó, bà là một trong 5 ứng viên dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2020 ủng hộ việc bắt buộc bán lại súng. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2024, chiến dịch của Phó Tổng thống cho biết đây không còn là quan điểm của bà.
Bà ủng hộ lệnh cấm vũ khí tấn công nhưng không yêu cầu bắt buộc bán lại. Thống đốc Tim Watt của Minnesota, người đồng hành tranh cử cùng bà Harris, cũng là một tay súng sành sỏi. Ông từng kể đã sử dụng súng săn để săn gà lôi. Trước khi tham gia tranh cử, ông Watt từng nhận được xếp hạng A từ Hiệp hội Súng trường Quốc gia, gọi tắt là NTA, nhưng điểm số này đã giảm xuống F sau khi ông bắt đầu ủng hộ các hạn chế súng nghiêm ngặt hơn khi làm thống đốc. Ông Watt nói trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng Dân Chủ hồi tháng 8 năm 2024, "Tôi biết rõ về súng, tôi là một cựu binh và một thợ săn, tôi bắn tốt hơn hầu hết thành viên của Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội và tôi có cúp để chứng minh điều đó. Tôi tin vào tu chính án thứ hai, nhưng tôi cũng tin rằng trách nhiệm tiên quyết của chúng ta là bảo vệ an toàn cho con em mình." Một cố vấn chiến dịch của bà Harris nói với CNN rằng việc Phó Tổng thống tiết lộ những chi tiết về khẩu súng là một cách tốt để bà thể hiện sự tôn trọng với tu chính án thứ hai, một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong chính trị Mỹ. Cố vấn này cho biết nó bảo vệ quyền sở hữu súng của bà ấy và quyền sở hữu súng của ông Tim Watt, nhưng bà ấy không lảng tránh những quan điểm mà bản thân đang theo đuổi về vấn đề súng đạn và vũ khí tấn công. Với việc liên tục bị Đảng Cộng Hòa tấn công vì lập trường chống lại tu chính án thứ hai, cả bà Harris và ông Watt đã tìm cách chứng minh quyền sở hữu súng và luật an toàn súng đạn không loại trừ lẫn nhau. Bà Harris nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Philadelphia WPVI, "Tôi đã trực tiếp truy tố các vụ đoạt mạng người. Tôi đã trực tiếp xem các báo cáo khám nghiệm tử thi, chứng kiến vũ khí tấn công gây ra điều gì cho cơ thể con người. Vì vậy tôi tin rằng việc ủng hộ tu chính án thứ hai và quyền sở hữu súng không mâu thuẫn với yêu cầu thiết lập lệnh cấm vũ khí tấn công." Trong khi đó, một cộng sự lâu năm của bà Harris tại California nói với CNN rằng việc các công tố viên sở hữu súng để tự vệ không phải là điều bất thường, xét đến những loại tội phạm và vụ án mà họ thường phải giám sát. Cộng sự này nói, nhiều công tố viên trực tiếp chịu trách nhiệm bảo tù những tội phạm bạo lực rất nghiêm trọng và không giống như cảnh sát, những người bắt giữ tội phạm, các công tố viên không nhất thiết được cấp súng. Vì vậy, việc các công tố viên có biện pháp tự vệ tại nhà là điều bình thường. Khi còn là công tố viên ở California, bà Harris đã giám sát nhiều vụ án liên quan đến tội phạm tác động vũ lực. Một trong những vụ án khét tiếng là vụ lột da đầu từ những năm 1990, khi Frankie Van Loop dùng dao nhà bếp lột da đầu bạn gái mình và bị kết án tù chung thân với cơ hội được tạm tha sau 12 năm. Bà Harris khi đó đang làm việc tại văn phòng biện lý hạt Alameda nói về bản án của Van Loop. "Đó là bản án phù hợp cho những gì hắn đã làm, cách thức mà tội ác này được thực hiện rất dã man." Bà Harris cũng từng tham gia giám sát nhiều vụ án lạm dụng trẻ em, tác động vũ lực trong các gia đình và tội phạm tình dục khác gây chấn động cộng đồng địa phương trong những năm qua. Cựu Tổng thống Donald Trump là đối thủ của bà Harris cũng tự nhận là một người sở hữu súng. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 6 năm 2024, CNN cho biết Sở Cảnh sát New York đang chuẩn bị thu hồi giấy phép sở hữu súng của cựu Tổng thống sau khi ông bị truy tố về tội hình sự ở New York và giấy phép của ông cũng đã bị tạm đình chỉ. 2/3 khẩu súng lục mà ông Trump được cấp phép sở hữu đã được giao nộp cho Sở Cảnh sát New York vào đầu năm nay. Có thể thấy rằng việc bà Harris chia sẻ về súng đạn và cho rằng bản thân đã từng sử dụng nó cũng gây ra nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, dường như ứng viên Đảng Dân Chủ vẫn coi những lời nói đó của mình là một chiến thuật thông minh. Liệu rằng nước cờ này có giúp bà Harris thu hút cử tri và giành vị trí ngôi vương Nhà Trắng hay sẽ là một chiến thuật phản tác dụng khiến bà sớm bị hạ bệ? Báo New York Times vào ngày 10 tháng 10 năm 2024 theo giờ Việt Nam dẫn nguồn thạo tin khẳng định Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gây quỹ được hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng chưa đầy 3 tháng từ khi bà trở thành ứng viên Tổng thống hồi cuối tháng 7 năm 2024. Còn số này bao gồm nguồn tiền đổ về trực tiếp cho chiến dịch tranh cử của bà Harris và các ủy ban liên kết của Đảng Dân Chủ, bao gồm Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ. Việc chiến dịch tranh cử của các ứng viên Tổng thống Mỹ thuộc hai chính đảng trong những năm gần đây cán mốc gây quỹ hơn 1 tỷ đô la Mỹ là không hiếm. Cả đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đều đã kêu gọi được 1 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn vận động tranh cử năm 2020. Tuy nhiên, con số trên là thành quả của quá trình vận động dài hơi, kéo dài nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm của hai ứng viên. Còn đối với bà Harris, bà chỉ tốn 80 ngày để có 1 tỷ đô la Mỹ.
Ấn tượng hơn, đối thủ của bà là ông Donald Trump vẫn chưa thể cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ dù đã tuyên bố ứng cử tổng thống từ tháng 11 năm 2022. Tổng số tiền ông Trump gây quỹ được từ đầu năm 2024 đến nay mới chỉ dừng ở mức 853 triệu đô la Mỹ. Nói cách khác, bà Harris gây quỹ trong 3 tháng tốt hơn ông Trump gây quỹ trong gần 2 năm. Kết quả này nhờ vào sự bùng nổ liên tục tiền ủng hộ cho Phó Tổng thống Mỹ. Trong tuần đầu tiên sau khi bà Harris thay thế ông Biden làm ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, bà đã thu về đến 200 triệu đô la Mỹ. Cộng với con số mà ông Biden đã gây quỹ được trong 3 tuần đầu tháng, tổng số tiền mà hai ứng viên Đảng Dân Chủ gây quỹ trong tháng 7 năm 2024 là 310 triệu đô la Mỹ, hơn gấp đôi mốc 139 triệu đô la Mỹ của ông Trump. Bước sang tháng 8 năm 2024, bà Harris thậm chí còn nới rộng khoảng cách gây quỹ lên gần gấp 3 khi thu được đến hơn 361 triệu đô la Mỹ, trong khi ông Trump chỉ kêu gọi được 130 triệu đô la Mỹ. Chiến dịch tranh cử của bà Harris hiện chưa công bố số tiền gây quỹ được trong tháng 9 năm 2024. Nhiều thành viên cấp cao trong bộ sậu của ứng viên Đảng Dân Chủ lo ngại kết quả quá khả quan sẽ khiến nhiều nhà tài trợ chủ quan và ngừng dốc khẩu bao. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy bà Harris gần như chắc chắn gây quỹ được gấp đôi con số 160 triệu đô la Mỹ của ông Trump. Tiêu biểu trong đó là việc kêu gọi được đến 72 triệu đô la Mỹ chỉ trong 3 sự kiện vận động gây quỹ vào những ngày cuối tháng. Theo pháp luật, bà Harris sẽ phải nộp báo cáo chính xác về việc gây quỹ của tháng 9 năm 2024 trong nửa cuối tháng 10 năm 2024. Do đó, thông báo chính thức về việc gây quỹ đạt mốc 1 tỷ đô la Mỹ sẽ sớm được đưa ra. Bên cạnh những chiến thắng vô cùng ấn tượng của bà Harris trong cuộc đua bầu cử Mỹ, mới đây, giới vận động hành lang đang tìm cách tiếp cận ứng viên Đảng Cộng Hòa, cố gắng tạo quan hệ với bà vì tin tưởng rằng sự kết nối này có thể mang về nguồn lợi cho bản thân. Tuy nhiên, thái độ của bà Harris đối với các nhà vận động cũng đang trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Giới vận động hành lang đã cố gắng xây dựng quan hệ với những nhân vật thân cận của Tổng thống Joe Biden trong nhiều thập niên, trong khi đó bà Harris mới làm việc ở thủ đô Washington chưa đầy 8 năm. Các nhà vận động phải trả lời hàng loạt câu hỏi, Kamala Harris là ai, bà quan tâm tới những vấn đề nào, đâu là những nhân vật thân cận được bà tin tưởng. Trong thời gian là thượng nghị sĩ, văn phòng của bà Harris thường được coi là không quan tâm tới các thỉnh cầu từ giới doanh nghiệp. Khi là phó tổng thống, bà thường không tham gia quá trình ra quyết sách quan trọng. Dù vậy, những thay đổi chóng mặt trong cục diện chính trị Mỹ buộc giới vận động hành lang tìm cách thích ứng. Họ đang đổ tiền tài trợ cho phe Dân Chủ, liên hệ với các nhân viên được dự báo sẽ tiếp tục phục vụ bà Harris, cũng như kêu gọi quyên góp cho chiến dịch tranh cử. Ông Rick Cohn, chuyên gia vận động kỳ cựu của phe Dân Chủ, giải thích với Politico, bà Harris có ít thời gian ở Washington, phần nào giống ông Obama và bị đẩy vào một chiến dịch mà bà không điều hành từ đầu. Hai đặc điểm này khiến việc xác định đâu là những người bà lắng nghe và cách thức chính sách hình thành trở nên phức tạp hơn. Ngay sau khi bà Harris thay thế ông Biden trong cuộc đua tổng thống, giới vận động hành lang và tư vấn chính trị phải nỗ lực chứng minh với các khách hàng rằng họ có các mối quan hệ để có thể tác động tới ứng viên Dân Chủ. Khi bà Harris được bầu vào Thượng viện Mỹ năm 2016, giới vận động hành lang coi bà là chính trị gia cấp tiến, không quan tâm nhiều tới doanh nghiệp. Các nhà vận động tiết lộ họ tương đối là khó đặt lịch hẹn với văn phòng của bà. Ngay cả các công ty tại bang California, nơi hàng loạt công ty công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, cũng khó đưa ra được thông điệp của họ tới bà Harris, một nhà vận động của phe Dân Chủ cho biết. Trên cương vị thượng nghị sĩ, bà Harris có xu hướng quan tâm tới các vấn đề cấp tiến như quyền phá thai hay kiểm soát súng đạn, điều mà giới doanh nghiệp không quá quan tâm. Màn thể hiện của bà trong thời gian là phó tổng thống Mỹ cũng không đem lại nhiều thông tin. Một nhà vận động kỳ cựu nói bà ấy không phải là nhân vật quá quan trọng trong bộ máy hoạch định chính sách của chính quyền Biden. Trong hầu hết lĩnh vực, bà ấy không có vai trò, bà ấy dường như cũng không có đủ ảnh hưởng để tạo khác biệt trong các cuộc trao đổi chính sách. Chính quyền Biden cũng được coi là tương đối đóng cửa với các nhà vận động hành lang. Ngay từ thời Tổng thống Obama, phe Dân Chủ đã có xu hướng tránh các chuyên gia vận động. Nhiều chính trị gia cố ý né các khoản tài trợ từ nhóm này. Trong thời gian là Tổng thống, ông Biden cũng ít khi gặp mặt giới lãnh đạo doanh nghiệp, cam kết đạo đức của chính quyền Biden cũng yêu cầu các quan chức không được tham gia hoặc hỗ trợ vận động hành lang cơ quan cũ.
Giờ đây, các chuyên gia ở phố K, thủ đô Washington, nơi được coi là thủ phủ vận động hành lang tại Mỹ, đang cố gắng tìm hiểu đâu là những khác biệt của bà Harris. Một nhà vận động cho biết họ đang tạo dựng quan hệ với các nhân viên dưới quyền bà Harris để không bị đứng ngoài lề. Người này cũng khuyên các khách hàng quyên góp tiền cho chiến dịch của bà. Chiến dịch của bà Harris tuyên bố không chấp nhận các khoản tài trợ từ các nhà vận động hành lang. Dù vậy, theo New York Times, chính sách này không áp dụng với các khoản quyên góp trực tiếp cho Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ, gọi tắt là DNC, giúp các nhà vận động có cơ hội lách luật. Ông David Reed, nhà vận động của hãng Brownstein, Hyatt và Bertrand, viết trong một email gây quỹ, ngay sau khi ông Biden tuyên bố rời cuộc đua, tôi xin nhắc lại, DNC chấp nhận đóng góp từ các nhà vận động hành lang. Mọi đồng đô la Mỹ sẽ được gửi đến ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Bà Yasmin Nelson, nhà vận động của hãng Holland & Knight, cũng cho biết bà đang kêu gọi quyên góp tiền cho quỹ Harris Victory Fund, đồng quản lý bởi chiến dịch của bà Harris, DNC và một số ủy ban Đảng Dân Chủ cấp bang. Nhiều nhân viên dưới quyền của bà Harris cũng có quan hệ thân cận với ngành công nghiệp vận động hành lang. Ông Michael Fox, cựu phó tránh văn phòng của bà Harris, là cố vấn cho hãng tư vấn West Essex Advisors, đồng thời làm việc cho tổ chức từ thiện Open Society Foundation của tỷ phú George Soros. Ông Clint Oldham, người từng là trợ lý lập pháp của bà Harris khi còn là thượng nghị sĩ, đang phụ trách mảng chính sách công tại T-Mobile. Bà Dini Millinson, người từng làm việc cho bà Harris, đang là nhà vận động cho hãng xe Ford. Ông Christopher Kelsian, từng tham gia chiến dịch tranh cử năm 2020 của bà Harris, đang là nhà vận động đại diện cho nhiều chính phủ nước ngoài. Bản thân ông Dow M. Hope, là chồng bà Harris, từng tham gia hãng luật và vận động hành lang DLA Piper. Ông có quan hệ trong cộng đồng luật sư tại Washington và Los Angeles. Mỗi khi nước Mỹ có chính quyền mới, các công ty vận động hành lang và cả các khách hàng của họ đều phải tìm cách ứng phó với tình hình. Ngành công nghiệp vận động hành lang ở Washington bao gồm các công ty vận động, hãng luật và hãng tư vấn, những công ty hướng dẫn khách hàng cách bảo vệ quyền lợi tại Washington nhưng không thực sự là vận động hành lang. Đôi khi, những khoản đầu tư sẽ bị bỏ phí nếu một ứng viên không đắc cử. Hồi năm 2016, Microsoft mời Podesta Group là công ty do ông John Podesta, lãnh đạo chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, đồng sáng lập để thiết lập quan hệ với mạng lưới của bà Clinton. Gần như ngay sau khi bà Clinton thất cử, Microsoft cắt hợp đồng với Podesta Group. Khi ông Trump tranh cử lần đầu năm 2016, ông hứa sẽ cắt giảm ảnh hưởng của các nhóm vận động hành lang tại Washington. Ban đầu, ông không có quan hệ sâu rộng với các nhóm vận động truyền thống, nhờ đó một thế hệ các nhà vận động mới đã nổi lên và duy trì ảnh hưởng đến nay. Trong khi đó, trong hàng chục năm hoạt động chính trị tại Washington, ông Biden đã xây dựng đội ngũ thân cận, những người liên tục chuyển đổi công việc giữa khu vực công và tư. Bất chấp chính sách hạn chế của ông Biden, tình trạng này vẫn tiếp tục. Một nhà vận động nói, họ luôn hạnh phúc khi có quan hệ với nhân vật cấp cao nào đó, có thể liên hệ bên lề. Có thể thấy rằng cử tri đang đặt nhiều niềm tin với bà Harris hơn ông Trump khi nhóm vận động hành lang tìm cách tiếp cận và tạo mối quan hệ thân thiết với bà Harris thay vì ứng viên Đảng Cộng Hòa. Những hành động này chắc chắn sẽ khiến ông Trump khá khó chịu. Và trong thời gian tới đây, ông Trump liệu sẽ có kịch bản nào để canh đua với bà Harris trong việc thu hút cử tri? Elon Musk từng phải xóa bài đăng nói rằng chẳng ai định ám sát bà Harris hay Tổng thống Biden. Tuy nhiên, tỷ phú vẫn nhắc lại câu đùa này trong một cuộc phỏng vấn với nhà bình luận bảo thủ. Vài giờ sau khi ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump suýt bị ám sát trong lúc chơi golf ở thành phố West Palm Beach, bang Florida hôm 15 tháng 9 năm 2024, Elon Musk chia sẻ lại một bài đăng trên mạng xã hội X viết "Tại sao họ muốn sát hại Donald Trump?" Musk bình luận thêm rằng và thậm chí chẳng ai định ám sát Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, kèm theo biểu tượng khuôn mặt đang suy nghĩ với lông mày nhướng lên. Musk, chủ sở hữu X, xóa bài đăng vào sáng ngày 16 tháng 9 năm 2024 và khẳng định đó chỉ là lời nói đùa. Nhà Trắng cùng hàng loạt chính trị gia, nhà bình luận đã kịch liệt chỉ trích Musk. Tỷ phú nhắc lại vụ vạ miệng này trong cuộc phỏng vấn do Tucker Carlson thực hiện, được phát sóng hôm 7 tháng 10 năm 2024. Carlson từng là người dẫn chương trình của Fox News và hiện tự sản xuất chương trình của mình. Ông là người ủng hộ Trump, từng phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng Hòa. Musk nói, tôi đã nói đùa và phải xóa bài đăng đó. Nội dung tôi viết là không ai quan tâm đến chuyện ám sát Kamala Harris vì điều đó là điều vô nghĩa.
có thể đạt được điều gì từ điều đó cơ chứ? Ông cho rằng nếu Phó Tổng thống Harris gặp chuyện, sẽ có người tương tự nhanh chóng thay thế bà. Cũng chẳng ai tìm cách ám sát ông Joe Biden, điều ấy thật vô nghĩa. Carlson đáp, hoàn toàn đồng ý. Musk nói thêm, một số người diễn giải bài đăng của tôi thành lời kêu gọi ai đó ám sát bà ấy, nhưng không, ý tôi chỉ là thật lạ khi không có ai bận tâm tới điều đó. Sở Mật vụ Mỹ bình luận rằng họ đã biết về những phát ngôn của Musk trong cuộc phỏng vấn, nhưng từ chối nhận xét thêm. Giới chức Mỹ từng bắt một số người đặt ra mối đe dọa đối với Tổng thống Biden và bà Harris. Hồi tháng 8 năm 2024, một người đàn ông ở Virginia bị truy tố vì đưa ra những lời đe dọa bạo lực đối với Harris trên các diễn đàn trực tuyến. Các công tố viên liên bang cho biết anh ta cũng đã đăng hàng nghìn bài viết nhắm vào ông Biden và các quan chức khác. Musk công khai tuyên bố ủng hộ ông Trump sau khi cựu Tổng thống bị ám sát hụt ở bang Pennsylvania hồi tháng 7 năm 2024. Tỷ phú đang ngày càng tham gia nhiều hơn vào nỗ lực hậu thuẫn cựu Tổng thống. Hôm 5 tháng 10 năm 2024, Musk xuất hiện cùng với ông Trump trong cuộc meeting ở Pennsylvania, kêu gọi mọi người phải bỏ phiếu cho ứng viên Cộng hòa để bảo vệ nền dân chủ Mỹ.